Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và bảo với họ rằng: "Hãy đưa chúng ta đi qua bờ bên kia của hồ." Vậy là họ chèo thuyền đi, còn Ngài ngủ thiếp đi. Đức tin anh em ở đâu? Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, khi chiều đến,
Đức Giê-xu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-xu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đứng trước một vấn đề kinh khủng, một hoàn cảnh khó khăn, một sự tổn thất rất lớn, hay một trường hợp mà ta hoàn toàn bất lực, thì chỉ có lòng tin vào đấng cứu thế mới có thể giải thoát ta. Lòng tin ấy được thể hiện thế nào? Chúa Giê-xu ngủ. Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng nói Chúa Giê-xu ngủ. Thật lạ khi Ngài có thể ngủ yên trong trận cuồng phong, nước vào thuyền và thuyền sắp chìm. Thật khó hiểu khi Ngài chọn nơi mà người ta không thể ngủ để ngủ. Phải chăng Ngài muốn nói với mọi người rằng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa thì sẽ được bình an trong mọi hoàn cảnh? Hay dù cho thế nào thì ta vẫn vâng theo ý Chúa? Cùng một sự tin tưởng như vậy, giữa cơn đại dịch COVID-19 làm cho cả thế giới khủng hoảng, bất lực, lo âu và sợ hãi, thì vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép lành Ubi et Orbi cho toàn thể nhân loại, cũng với bản văn Tin Mừng hôm nay. Qua từng cử chỉ, lời chia sẻ, Đức Thánh Cha đã loan truyền lòng tin, niềm hy vọng và sự bình an cho các tín hữu trên toàn cầu. Thật vậy, hình ảnh Chúa Giê-xu nằm ngủ hay hình ảnh Đức Thánh Cha ban phép lành cho toàn thế giới trong cơn đại dịch mang đến cho ta sự bình an lạ thường. Bởi đâu Chúa Giê-xu có thể ngủ yên như vậy nếu không nhờ sự tin tưởng nơi Chúa Cha? Bởi đâu Đức Thánh Cha Francisco có thể loan truyền sự bình an cho mọi tín hữu nếu không xuất phát từ lòng tin của Ngài nơi Đức Giê-xu Kitô? Do vậy, tin tưởng vào một đấng luôn quan phòng, luôn yêu thương, luôn dành cho ta chỗ nhất trong tim Ngài, thì dù có sống hay chết, ta vẫn bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa, giữa những sóng gió của cuộc đời, chỉ có nơi Chúa chúng con mới tìm thấy được bình an. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Chúa, để dù cho sóng to gió lớn có ập đến, thì chúng con vẫn luôn vui sống tích cực trong sự quan phòng của Ngài. Amen.